Chiều qua, khối thi đua 14 gồm các đơn vị lực lượng vũ trang trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đóng quân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng qua, các đơn vị thành viên đã chủ động thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng, thực hiện phong trào thi đua, toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau bằng nhiều cách làm gắn với hoạt động của địa phương. Từ nay đến cuối năm, các đơn vị trong khối tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, triển khai thực hiện giai đoạn 2 các phong trào thi đua yêu nước và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, xây dựng sửa chữa một căn nhà tình nghĩa. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, đơn vị khối trưởng khối thi đua 14 đã lấy ý kiến của các đơn vị thành viên về dự thảo quy chế hoạt động công tác thi đua khen thưởng của khối và đánh giá hiện trạng các hộ gia đình khó khăn để trao tặng nhà tình nghĩa.